Thông thường là mình sẽ lót một cái lớp màu. Dạ alo. Dạ em nghĩ là Lazada rồi chị. Sao rồi chị, hàng của chị có hàng hay không? Là chị đặt về cái địa chỉ là nhận được cuộc gọi của bạn đó không? Chị điều hướng, chị chuyển hướng về cái địa chỉ mà chị muốn chuyển là được. Tại vì cái bạn đó cũng trên cái đường đi về, bạn đó phải đi về ngang quán bôi chỗ đó. Dạ không, em không có. Chứ là em nghĩ là em chỉ chiến thắng anh rồi. Hình thấy là xong rồi. Tay ua tay anh rung kìa. Thấy ok. Thấy ok rồi đúng không? Ủa tay anh rung nè. Phải có cái chi tựa à? Rồi, tại vì anh để chân quay. Anh để chân dung được rồi, anh vẽ cái đó được. Chắc chắn được luôn. Nó cũng na ná với màu bút bi dễ thương. Không, cách xử lý khác nha. Yên tâm, anh vẽ không có được đâu.
nhận việc á. Chị là chị không chuẩn hình luôn họ lập bây giờ là chị vẽ luôn rồi đó à, chị chuẩn bị là vẽ giống Thanh Phương rồi, chỉ cần được rồi vẽ. Em là nâng tầm quốc tế là thua chị rồi đó. Wow, chuyên nghiệp quá. Giờ em mới tổng là nếu như em mới tổng trong cái giai đoạn này của bạn em là đúng bài luôn à, mà cũng xui chứ. Giờ mình cứ nhắn Hạ hoài cho nó nôn nao về. Về đây nó mới thấy cái cảnh. Giờ mình nhà về là mình thắng chắc luôn. Ừ. Để nó mà thua được. Giờ nhắn Hạ, nhắn Hạ. Trời ơi, tướng bộ anh đi rồi anh không có quay được à. Anh không quay được. Sao không được?
giờ không còn học. Tiền cắt xe đi mà. Giống như anh tổ chức cái là nói bắt à. Thấy cũng tội ha. Không có. Nhà mình có lá dứa không Phương? Có. Đồ, đúng rồi ạ. Nhà em thấy cô có muối cục quá trời luôn. Mình bắt mình xuống mình giải chừng 3-4 con cá vậy. Anh em mình đem lên mình nướng, mình bỏ lá dứa vô ruột đó. Xong cái mình phủ qua lớp muối mình nướng, mình ăn. Trời ơi, chấm chén nước mắm thiệt là ngon, thiệt là cay. Đây dạ em quay cho. Nói vậy nhưng mà tâm không có xấu. Alibaba là công ty mẹ của Lazada.
Thôi anh đi về.